hút nhiều nên bị nổi ban chút thôi. Em đã cho uống thuốc tốt nhất rồi, sẽ mau khỏi thôi ạ. Vậy à, không cần gọi thầy thuốc hay sao? Không cần đâu ạ. Trẻ con bị nóng sốt là bình thường. Thầy thuốc đã đến và chuyển lời, nói đức vua hãy yên lòng ạ. Cha ơi, cha đừng đi, hãy ở lại với con. Con gái ngoan, cha bận nhiều việc nữa, chiều cha trở lại thăm con. Con bé nhõng nhẽo kia, ta sẽ khiến cho cha người ghét ngươi cho mà xem. Giờ thì ngồi dậy, không được phép nằm y trên giường nữa, mà đi lấy son phấn đến đây cho ta. Giờ ta ở chung với ngươi trong căn phòng này, liệu mà đối xử với ta cho phải phép. Đây là bùa chú mới rất đắt tiền của ta, ai mang nhiều vàng tới đây ta mới bán. Này các hình thù lá cây, ngươi hãy biến thành vật thật cho ta coi thử đi. Chào các ngươi. Tạm được, tạm được. Tạm gọi là thành công. Này khỉ, ngươi lại đây, ta giao cho ngươi một việc quan trọng. Hãy ra khỏi rừng, đến hoàng cung và gặp người đàn bà này. Nói bà ta đến gặp pháp sư Peter gấp nghe. Cha ơi, dừng lại, Harry bị thương rồi. Harry, con có sao không? Vết thương sâu quá, mau truyền thầy thuốc hoàng cung. Hoàng hậu, hoàng hậu của ta, nàng thấy con trai bị thương nên đến phải không? Dạ, không phải. Thiếp là Rosa, thiếp có thuốc này hay lắm, không đau, rất êm ái. Sức vào sẽ như chưa từng bị thương. Rất êm ái, như chưa từng bị thương. Rosa, nàng thật tốt bụng, nàng không khác Alice của ta chút nào. Nàng hãy giúp Alice trở thành người chăm sóc các con của ta được không? Không, không cha ơi, con không chịu đâu, con muốn mẹ Alice. Mẹ ơi, mẹ ơi. Các con thương yêu, chúng ta đã mất Alice, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cha đã tìm thấy Rosa, người biết cách thương yêu, chăm sóc các con. Rosa đã ở bên cạnh công chúa khi bị bệnh, đã chữa lành vết thương cho hoàng tử. Đất nước không thể thiếu hoàng hậu, nên hãy chào đón hoàng hậu Rosa. Ô, khỉ rừng, sao nhà ngươi tới hoàng cung? Quả tóc, quả tóc, có thư quả tóc cho hoàng hậu mới của ngươi. Bà coi đó, tôi có thể dùng phép biến người thành các con vật. Họ phải sống cuộc đời của loài vật vĩnh viễn. Ta muốn họ phải rời xa hoàng cung mãi mãi, không được gặp vua cha nữa. Nên chắc phải gớm ghiếc thôi. Nếu như vậy thì bà phải trả cho tôi nhiều tiền. Thêm nữa, bà phải khổ luyện lắm đó. Nào, bắt đầu thôi. Ông dạy cho tôi đi, càng nhanh càng tốt. Ôi, mùi khó chịu quá. Chào hoàng tử và công chúa Lít dễ thương, thần đã chuẩn bị một tiết mục thật hay rồi đây. Chào các em, chúng ta mỗi người sống ở trong các cung khác nhau, ai cũng phải lo học, không được gặp nhau ăn tối chung như khi mẹ còn sống nữa. Anh thấy nhớ các em nhiều lắm. Dạ anh, em cũng đợi mãi mới tới mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ hẹn nhau ra vườn chơi để gặp nhau nhiều hơn. Các anh ơi, đêm nào em cũng nhớ mẹ hết. Phòng em lạnh lẽo lắm, em rất sợ vì kế mẫu không cho thắp đèn. Phòng em cũng vậy, tối thui à, đêm nào cũng nghe tiếng chim cú hết.
Phòng em không có nước uống, em phải đi xuống phòng ăn xa lắm, mà hành lang lại không có đèn. Ủa, các anh ơi, em tưởng chỉ có phòng em bị như vậy. Em sợ rồi khóc, mà gọi không thấy ai hết. Thật vậy sao? À, xin lỗi các em, anh không biết gì hết. Anh đúng là tệ quá. Vì phòng anh có đèn nên anh tưởng phòng của các em cũng vậy. Vậy còn Liz, em sống thế nào? Dạ, em... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chào mừng đức vua và hoàng hậu đến. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha ơi, lâu quá con mới gặp lại cha. Con nhớ cha, cha ơi. Chào các con trai và công chúa nhỏ yêu quý của ta. Ta nghe nói các con đã học hành rất tốt. Hôm nay ta sẽ thưởng cho các con. Mỗi đứa muốn quà gì thì hãy nói với ta nha. Chào các con dễ thương. Ta luôn lo lắng, sợ các con học nhiều, hao tổn sức khỏe. Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm. Thiếp đã chuẩn bị quà cho từng hoàng tử và công chúa rồi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn Rosa, nàng thật tốt. Các con ta quả thật may mắn. Nào các con, hãy đến đây với ta. Hoàng hậu, bà trễ hẹn quá. Phép thuật sắp bay màu rồi. Trễ lần này á phải đợi rất lâu mới làm lại được đó. Đây là bình hơi độc do chính bà luyện phép. Nó vô cùng độc. Khi bà mở nắp ra, ai hít phải thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nếu nhà vua và ta lỡ hít vô thì sao? Nếu đã sợ độc thì sao bà còn luyện độc dược làm gì? Tôi chỉ giúp bà một lần này nữa thôi. Nếu muốn cha mẹ ngươi được sống yên ổn thì ngươi phải nghe lời ta. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi vẫn nằm trong tay ta. Hằng ngày người của ta cho ăn, giờ ta nắm quyền kiểm soát. Thôi được rồi, nếu chính bà cũng sợ độc dược của bà thì thuốc giải đây. Nếu bà vào nhà vua hít hơi độc xong phải hít liền thuốc giải thì sẽ không sao hết. Có điều bà nên nhớ phải làm thật nhanh, trễ một giây thôi cũng không được, thuốc giải sẽ mất tác dụng ngay. Ôi, chỉ có chúng nó chết thôi. Đức vua và ta không thể chết. Ta sợ gậy ông đập lưng ông lắm. Bà đừng quá lo lắng, chỉ cần thật nhanh tay là được rồi. Với lại tôi coi số cho bà, thấy bà sống lâu lắm. Vậy bà cẩn thận nha, chúc bà thành công. Những đứa trẻ vô tội thật là đáng thương. Đêm nay là buổi liên quan của đức vua với các con. Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau. Mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo nha. Dì ơi, hoa thật đẹp, để con cầm giúp dì. À, không không, cảm ơn con. Bình hoa này quý lắm, ta sẽ đích thân tặng cho đứa trẻ học giỏi nhất năm nay. Hoàng hậu hành động nhanh lên, phép thuật sắp tan rồi. Ủa, dì ơi, sao hoa héo rồi kìa? Con mang nó ra ngoài nha dì. Hoàng tử Tommy, tôi không đành lòng nhìn ngài bị hại chết. Tôi đã giải độc cho ngài. Hãy quay trở lại bàn ăn vì còn nhiều chuyện không hay xảy ra ở đó nữa. Người là ai? Cảm ơn người đã cứu ta. Nhưng ta không hiểu gì hết. Ai đã hãm hại ta? Chiếc bình này có phải là thứ giết người hay không? Tôi không thể nói cho ngài biết được. Ngài nên nhớ rằng trên đời này chỉ có mẹ mới là người yêu thương mình thật sự thôi. Nhưng mẹ của ngài đã mất rồi. Ngài hãy thay mẹ tự chăm sóc cho bản thân và các em của mình nghe. Cha con chúng ta cùng uống nước cam nào. Đây là giống cam quý của xứ ta đó. Dì cũng chúc mừng các con. Đứa nào cũng học giỏi, đẹp người, đẹp nết. Dì yêu tất cả các con. Kính chúc sức khỏe cha và dì. Kẻ sao vậy kìa? Các anh ơi, em nuốt phải cát rồi. Sao, chuyện gì? Ly nước bị làm sao? Đưa cho cha coi. Các con nói sao? Đây là ly nước mà. Thôi các con uống đi, đừng nghịch ngợm nữa. Con không uống được cha ơi, đây là một ly cát mà.
Liz, con uống cho ta coi. Bữa nay các con sao lạ vậy? Các em, chúng ta đi về thôi. Cha ơi, đây là cát thì sao chúng con uống được? Chào cha, chúng con đi đây. Chuyện vậy là sao? Hoàng hậu. Đó, ngài thấy chưa? Các con ngoan của ngài đó. Nàng đi kêu các con tới đây, ta nhớ chúng nó quá. Thiếp đã gọi hết hơi rồi mà không đứa nào chịu tới. Chúng nói sợ vua cha cho uống nước cát đó. Chúng thật hỗn láo. Ta thấy rõ ràng là ly nước mà chúng nó nhất định không chịu uống, bảo là ly cát. Là Tommy cầm đầu đó. Đức vua phạt nó làm gương cho mấy đứa nhỏ đi. Nó càng lớn càng cứng đầu. Nhưng nó là đứa thông minh và dũng cảm. Ta hãnh diện có đứa con trai đầu là nó. Rồi nó cũng sẽ như đầu tàu, kéo lũ em bay đi mất như lũ chim trời kia thôi. Đức vua hãy nghĩ xem, tình cha sao bằng được sự ngỗ ngược và tham vọng của nó. Khi trưởng thành, biết đâu chừng nó ngồi lên ngai vàng của ngài luôn. Ngài không thấy hôm qua nó trả treo với ngài đó sao? Rosa, lúc ta buồn nhất chỉ có nàng ở bên cạnh ta. Đức vua ơi, nước mát đây, ngài uống đi. Ngài sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn nàng, hoàng hậu tốt của ta. À, Rosa, nàng hãy gọi công chúa Liz đến gặp ta. Con có thích không, con gái bé bỏng của ta? Dạ thích lắm ạ, con thương cha. Đức vua và công chúa nghỉ chân uống nước đi. Con cảm ơn gì? Con nhóc khờ kia, hôm nay chính cha mi sẽ bỏ mi lại trong rừng rồi về hoàng cung với ta. Ly nước của mi uống sẽ toàn là sâu với kiến trong đó. Ô kìa công chúa, có một bông hoa trên môi của con. Con gái ta xinh xắn làm sao. Sao lạ vậy? Ta đã làm phép thả kiến và sâu vào, sao có cái bông hoa quái lạ kia được? Tên Peter này đúng là phản trắc. Công chúa xinh thật. Nào công chúa, hai mẹ con ta ra kia hái nấm đi con. Đức vua chờ em một chút nha. Liz, từ nay ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi thấy căn nhà lá kia không? Ngươi ở đây không được ra ngoài. Sẽ có cú mèo mang thức ăn và nước uống đến cho ngươi. Dì ơi, con sợ lắm. Xin hãy cho con về nhà. Con không làm công chúa cũng được. Con chỉ muốn ở cạnh cha và các anh thôi. Dì ơi. Còn lâu, bằng phép thuật sai khiến của ta, cha của ngươi cũng không biết ta dụ hai cha con ngươi vào rừng rồi bỏ ngươi lại đi. Ta thành công rồi. Công chúa của Trẫm đâu rồi? Sao nàng về một mình vậy? À, thiếp và Liz đang hái nấm thì lạc vô nhà của bà tiên Cecil. Nhà bà rất đẹp, bà ấy trông thấy Liz thì thích quá. Bà xin em cho Liz ở lại chơi với bà ấy, vì đêm nay có vũ hội của muôn thú trong rừng. Sáng mai bà ấy sẽ dẫn công chúa về hoàng cung cho chúng ta. À, ta nhớ rồi. Cecil, bạn thân của Alice hoàng hậu. Có phải tiếng cười ta nghe được vừa rồi là của nàng ấy không? Giao công chúa cho nàng ấy thì ta yên tâm. Chúng ta về thôi. Cha ơi, các anh ơi, con sợ quá. Hãy cứu con với. Rosa, nàng vừa nhẫn tâm bỏ công chúa Liz trong rừng. Xin nàng hãy dừng tay lại. Hãy mang công chúa về đi. Còn lâu nha. Ngươi cũng liệu hồn đó. Ta cho ngươi theo ta vào cung, không phải để ngươi cản ngăn ta, biết chưa? Ngươi làm gì vậy? Dám giỡn mặt ta hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ta biến con này lại thành con nọ vậy? Lạ thiệt. Con sâu lại thành bông hoa. Tức giận quá đi thôi. Nàng tưởng nàng muốn gì cũng được sao? Bà phù thủy bất tài ơi, nàng nên nhớ tà thuật có thể bị rung rinh bởi sự đẹp đẽ của tâm hồn đó. Ta cho nàng một gáo nước lạnh để nàng tỉnh ra. Nàng đúng là một người xinh đẹp, nhưng thật xấu xa. Dạ chào dì, chúng con đã có mặt. Chỉ có thiếu em công chúa Liz. Con nghe nói em ấy đi chơi với bà tiên Cecil ở trong rừng, phải không dì? Dì có biết tại sao vua cha gọi chúng con đến đây gấp như vậy không? Ngươi hỏi nhiều vậy, sao ta trả lời hết được? Hôm nay ta không thèm giả bộ yêu thương các ngươi làm gì nữa. Các ngươi nghe cho rõ đây.
Phải, ta đã đem bỏ công chúa Lys, em gái độc nhất yêu quý của các ngươi trong rừng. Nó sẽ được hươu nai hổ báo chăm sóc. Thích nhé. Hả? Ta chưa nói hết. Thứ hai, không phải vua cha gọi các ngươi đến đâu. Ta gọi đó. Hôm nay các ngươi sẽ được chấm dứt thân phận làm hoàng tử. Ta sẽ quá kiếp các ngươi làm quái vật xấu xí. Trời, sao chúng trở nên đẹp đẽ như vậy? Ta muốn chúng thành quái vật đầu người mình thú mà. Thôi thôi, chết ta. Quy to, quy to. Đức vua ơi, các con bay mất rồi. Vì thương nhớ các con mà đức vua suy nhược đi rồi. Người hãy uống ly thuốc bổ này để hồi phục sức khỏe. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Các hoàng tử sao lại bỏ đi? Nhưng đức vua cứ yên tâm, thiếp đã cho khinh khí cầu bay đi dò tìm khắp nơi, ra tận ngoài biển. Nếu thấy các hoàng tử thì sẽ báo cho người biết ngay. Vậy còn Lys, con bé ra sao? Tại sao tới hôm nay tiên Cecil vẫn chưa đưa con bé về? Thưa đức vua, bà tiên Cecil có báo tin các hoàng tử ghé vào rừng, nói với công chúa Lys không được trở về hoàng cung nữa. Nên giờ công chúa Lys nhất định ở lại với Cecil, không chịu về nữa à? Người bé Lys cứng đầu, con cái đông thiệt là mệt. Ta không biết dạy bảo chúng nó làm sao cho đúng đây nữa. Đức vua đừng quá lo lắng ạ. Chắc tại các con học hành căng thẳng quá nên muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Đến khi đói thì sẽ về. Chứ đi hoài, ai cho ăn uống, ai hầu hạ? Chúng sung sướng quen rồi. Hoàng hậu nói có lý. Thôi, ta đợi chúng về vậy. Ta sẽ cho chúng ăn đòn. Xin người bình tâm suy xét lại. Cái con của ngài bị hại đó ngài ơi. Người nói bậy. Đến đâu, bắt nhốt tình hình này lại. Bỏ đói nó cho ta. Chào công chúa. Cả khu rừng xinh đẹp này chào đón nàng. Hãy ở lại với chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn, quần áo, củi lửa cho nàng sưởi ấm. Nàng đừng sợ. Ta là Cáo Nâu, tổng quản bìa rừng này. Ở đây chỉ có cáo, thỏ, lũ hươu nai về núi thôi. Đi sâu hơn nữa, nàng sẽ gặp gấu xám, sư tử, sói ác. Nàng đừng vào, đó là rừng già bí hiểm. Ở ngoài này với chúng tôi sẽ vui vẻ hơn. Công chúa ở đây nha, đừng thèm về cái hoàng cung hung ác đó nữa. Ta ở đây với các em ít ngày thôi, ta phải về gặp cha và các anh ta. Ta nhớ họ lắm. Nhưng mà công chúa, các anh của nàng gặp chuyện không hay rồi. Cáo nói sao? Họ bị làm sao? Các anh ta gặp chuyện gì? Tại sao các người lại tệ hại như vậy? Không làm được gì đúng ý ta hết. Đồ vô dụng, sao cứ phải để ta nói đi nói lại? Ta đuổi việc ngươi. Ôi, một viên đá nào đẹp quá. Công chúa dễ thương, viên pha lê đó chính là kết tinh từ nước mắt trong trẻo của em. Em hãy giữ lấy để sưởi ấm tâm hồn mình. Buổi tối dù có muôn thú nhưng khu rừng này lạnh lẽo lắm em à. Chị ơi, giọng của chị dễ thương quá. Chị là ai? Ta là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Lys, em đừng sợ, anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Anh nè. Một, hai, ba, bốn, năm,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy. Mụ đã biến tụi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi? Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo, người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em, hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp chán. Anh dùng đôi cánh để đàn nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi. Em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow. 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 Đúng rồi, ngủ chưa ngủ trong đời. Thật quá, đẹp quá. Một tiên nữ vậy. Đẹp quá à. Đẹp quá đi. Phải ra biển đi. Anh đi nha Lê. Anh bay ra biển đây. Anh Chú Sơn ơi. Tạm biệt. Anh bay ra biển đây. Chào chị. Chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bặc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không? Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Người phản bội ta, ta giết ngươi. Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn bé Liz sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ống ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Cất tế mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi. Ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu ngoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa?
Hiểu rồi, thương người đàn bà đẹp nhất nhân gian. Happy birthday, mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. À, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, cốc, các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm tát cho sạch nhé. Chuyện gì đây? Những con cốc của ta đâu rồi? Liz, người hãy đi cùng ta đến nơi này, ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta. Tại sao ta đã sai ba con cốc của ngươi đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật, pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là nhựa trái hồ đào, nó đen thui và rít dịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi, ai biểu người xinh đẹp làm chi. Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hệ bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, cô muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương, sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào, hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha quản sợ là phải. Ta không trách người nữa. Nếu nhắm mắt trong rừng lòng gió, sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc, công chúa à, dậy đi, tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao, biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ,
rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé. Cháu chào bà. Bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình, chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên, ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé can đảm, đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây, chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ. Biển như thế nào hả bà? Biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển, cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển, nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cho ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về. Ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nỗi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Nó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay, hãy ở lại với ta. Lửa nóng quá. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó, nhưng ta không tin. Phải đó, đức vua ơi, hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc lông thiên nga đi, ngài đừng giữ nó nữa. Ta đến biển rồi. Sóng lớn quá. Ta đã chết rồi. Thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ, tỉnh dậy đi, biển lặn sóng rồi, đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển, ngon lắm. Tha hồ cho cô ăn, cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa,
tôi sẽ cùng đi nhốt trong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây khôi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như thiên nga sẽ về. Đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa. Liz. Hơi làn gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta 2 lần, mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng Nguyễn thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác hề Sạc Ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đây vài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đội dương miệng về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi. Hay là em đi theo tụi anh nha? Phải đó, em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được. Em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. À, các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi, để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh. Em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên nga. Nàng đừng đóng cửa. Các con ta sẽ về và gọi ta. Ta chờ nghe tiếng của chúng. Hôm qua ta lại nằm mơ thấy Alice. Nàng trách ta bỏ rơi các con. Nàng nói đứa bé xấu xí hôm trước chính là công chúa Liz. Các hoàng tử đã rời đi lâu lắm rồi, ngài không nhớ sao? Còn công chúa Liz về thì ngài đuổi đi. Ta không đuổi con gái Liz bé bỏng, là ta không nhận ra con bé. Ta đã lú lẫn rồi chăng? Con gái cưng của ta, giờ con đang ở đâu? Can ơi, cho em theo với. Chiều tối đi lên.
Ha! Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi. Cánh của tụi anh chấp lại sẽ đủ sức mang em đi về bờ biển bên kia. Nào, chúng ta bắt tay đan lưới nha. Em gái chúng ta sẽ nằm trên tấm lưới đó. Thức ăn đó, em ăn đi. Tối qua anh vào rừng hái cho em đó. Hoàng tử Úc thương em gái ghê ta. Liz ơi, em có chóng mặt không? Chúng ta đã bay xa đất liền lắm rồi đó. Em không sao hết. Vui quá các anh ơi. Em đang ở trên trời, như một giấc mơ vậy. Vậy chúng ta phải cảm ơn bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Úc trước đó nha. Cứu Thiên Nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Rosa đi bảy nữa. Ta làm người giả được rồi, nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết? Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm, bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi, nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Tôi để ở đây nha Rosa, để khi nào cần đến thì dùng. Ta chưa biết nó có công dụng phép thuật như ông nói không, nhưng ông cứ cất đi. Dù sao thì chai thuốc nhỏ xíu kia cũng không đủ để cứu chục con Thiên Nga kềnh càng nạn nhân của ta. Người gì mà ác độc, ác giả ác báo, nói hoài cũng không chịu nghe. Nguy rồi. Hôm nay dì phải mang theo ta, nên các anh bay chậm, chắc không đến kịp tảng đá giữa biển trước khi trời tối. Các anh rớt xuống biển chết đuối hết thì sao? Xin Thượng Đế linh thiêng, mẹ ơi, mẹ Alice của chúng con, hãy giúp con tìm thấy tảng đá. Mẹ ơi, mẹ ơi, ngày nào các anh cũng gặp nguy hiểm giữa biển khơi, con phải làm thế nào để cứu các anh đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Các anh ơi, đêm nào các anh cũng phải chịu cảnh đứng trên tảng đá như tối qua sao? Không đâu em, các anh cũng có một nơi để ở, nơi đó đẹp lắm, nhưng là chim thì phải bay. Chim có tổ có nhà chứ, nhưng chỉ được ở nhà ít thôi. Chiều nay chúng ta sẽ về tới nhà. Đây là đảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng các anh rồi, đến đảo chú đảo. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa.
Chào công chúa, em gái của Đàm Thiên Nga. Chào công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp việc không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đơm đớm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá, đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết. Bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của bọn pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rát bỏng và đau đớn. Con thấy nước không? Nước cọ xát làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong, hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa ơi, công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó, không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đơm đớm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ, một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha, tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tầm ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đơm đớm ơi, những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với đơm đớm đó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các anh. Đơm đớm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa. Làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại. Em út, sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà, về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển, em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao?
em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không? Đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi, em đừng may nữa. Hèn gì? Hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, Liz ơi. Các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz, cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm. Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo quan không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói. Hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt. Đức vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh xứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard, hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi ạ. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta, ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra giấu, ta sẽ làm theo ý nàng. Theo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó, không biết có dây tầm ma để may áo không? Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè, con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là lọ lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tôm để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tôm hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn cháu nghe. Con bé thật tốt bụng. Ừ.
được. Chị chỉ muốn cứu chữa cho em thôi, chị sẽ không làm hại em đâu. Hãy để chị mang em theo nha. Cảm ơn chị. Mừng là em đã khỏe lại. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau nha. Ôi bánh thơm quá. Chị lọ lem cho em một miếng nha. Nào các em ăn đi nào, ăn cho no bụng nha. Cha mẹ về rồi, hôm khác chị sẽ lại chơi với bọn em nữa nha. Tạm biệt. Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh không ăn uống gì cả. Nào hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Thưa tiểu thư, phu nhân. Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng thay ta chăm sóc cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ và yêu thương mọi người con nhé. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây dẻ sau nhà. Mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi, nàng ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Kể từ đó Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan, chào dì Julie ạ. Ý chà, con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẹ bánh thơm lắm, hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà ăn bánh cùng dì nha. Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian, con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lần của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh, chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? À, không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi, ngài có sao không? Ta nghĩ ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Hả? Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà. Cha đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con.
hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này, con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. À, dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nết na thùy bị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẹ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em là nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông, hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm, dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đan cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, anh, cha tiểu thư ngất xỉu rồi, phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi, thưa thầy? Dì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan Y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt. Ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều. Cháu thật sự rất vui vì cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi, giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể
Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khi con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, vì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất, cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man. Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi, cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến lang y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài, tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông. Không biết ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi, khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem? Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi, các chị ơi, cha ơi, ai đó cứu con với. Ở đây lạnh lắm. Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loại hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức á thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng tay. Thay đồ nhanh lên rồi ra làm việc. Nhà này không chứa cái lười biếng đâu. Có nghe mẹ tao nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc khóc khóc. Có ba bộ quần áo mà như báo vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lọ Lem,
mẹ làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay, chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó, bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu Hoàng, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? Sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? Tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụi tao mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức có gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột hôi hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Cha đi đường xa có mệt không cha? Có chút mệt, nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì dì sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi dì phát hiện ra. Mày sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đây làm việc cho tao. Mày định đi đâu? Con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu, ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của tao đi ủi và đem về đây nội trong một giờ cho tao. Đừng có quên khâu cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mà ăn. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay, sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách.
chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước, tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này, ta không thể chạy được. Hay là... Ê, nè nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Tôi an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ vương, hãy đợi thêm. Các người y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách. Các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu may được. Nếu vậy, phụ vương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương quốc. Thật không ngờ,
ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy? Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi. Cũng tại cái cành cây này, con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi. Còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đấy. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà, không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè, Lọ Lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ, thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha, dạ cũng không cần phải nói đâu. Con sẽ băng bó vết thương cho bà. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Nó hết bị câm rồi. Nó hết bị câm rồi. Cảm ơn con thật nhiều. Ta cảm ơn con thật nhiều. Đã chữa được bệnh của ta mà nhiều lương y không chữa được. Ta cảm ơn con. Không có gì đâu bà. Giúp được ai cần á thì con phải giúp thôi.
Con là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Bà từ đâu đến? Vì sao bà lại bị tai nạn như vậy? Ta đến từ kinh thành. Chồng ta đưa ta đi trị bệnh, nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây. Thôi được rồi, con sẽ đưa bà đi tìm ngài ấy. Đi như thế này sẽ rất chậm, trời sẽ tối mất thôi. Bà lại lên lưng con, để con cõng bà đi cho nhanh. Cô bé này rất ngoan hiền. Con trai ta mà cưới được cô gái này thì tốt lắm, ta cũng mãn nguyện. Nhà con ở đâu? Cha mẹ con làm việc gì? Nhà con ở trong làng đằng kia kìa. Mẹ con mất rồi, cha con là bá. Chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé ba. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống cha cũng yêu thương mẹ như vậy. Đây là chồng của ta. Nàng, nàng nói, nói được rồi ư? Tạ ơn thượng đế. Dạ, thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó, vì bị đạp gai, nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí vang không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dễ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương, đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn thượng đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý, ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay. Hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử. Con cũng thấy. Ôi, họ cần hai cây hoa ghê. Vậy áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn hả? Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À,
hai đứa đi cũng được, cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn, trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa, không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói, chó sói, chó sói bắt con tôi rồi, xin hãy cứu con tôi. Hả? Chó sói tới, dân làng gặp nguy hiểm rồi. Ta đi đây, nàng mau đóng cửa lại, chờ ta sẽ về liền. Ôi, ông Anatol đã cứu em bé an toàn rồi, mừng quá, mừng quá. Vì con sói đang giác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá, để băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, hai chậu hoa kia rồi. Hồng Hoa ơi, ở đây có nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi, không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, Hồng Hoa ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hồng Hoa, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cây quá, nó dùng ở nhát lên được kìa. Không phải thấy thiệt đó nha, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó. À, Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi. Ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không, chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn,
phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatole là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào rừng đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú, chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à, giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc, mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ, nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó, thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Hôm nay mẹ Anna đi vắng nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay, không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thỏ tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Cô ơi, em đau quá. Phạt đấy.
vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Ôi, hai cô giáo của chúng ta xinh đẹp quá. Ôi, người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng, nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Cho kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Mẹ dài, đừng nghỉ học rồi, thích quá. Xe ra, để ta coi là ai. Nhất định không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Ờ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, ai ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân chó sói. Đúng rồi, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Vậy là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải đâu, mở cửa. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với, tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa, vậy ta mở hé hé thôi nhé. Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải đâu, hợp lại ngay. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. À, ta là ông Noel của người Lùng, nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi, ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông, vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm, ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nota đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú, bây giờ mới được gặp. Hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà, không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng, muốn coi bà ra sao, có giống như chú Lùng hay không. Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha trời. Chú Nô Ta ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé, không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan, đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nota ơi, gần tới nhà chứ ạ?
Mọi người ngồi nghỉ một chút nha. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói, các bạn ơi kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười, phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không, lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào, chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đê. Kể tôi, chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự, để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm, nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt. Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Ta mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nô ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường thôi, sẽ tự về được ạ. Ta vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi, hai cháu mang về, nói rằng ta biếu mẹ nha. Hôm qua, nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh vừa nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa, Bạch Tuyết thấy không, mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu. Đây là bánh mà áo tặng cho mẹ ăn mà. Chúng em cũng ăn nữa. Sao chỉ cho người lạ. Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha. Các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông, chúng cháu phải về nhà. Mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, mẹ lạc mất một con. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dẻ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mà
mệt quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đổi mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi, mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi, bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ê, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút, em sẽ lấy lông mai áo cắp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây, chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé, mình tặng bạn đó. Ôi da, con gì da, cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng, nhưng có thể lắm chứ. Những đồng vàng lấp lánh, đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả, cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cầm. Ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết, rồi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt, nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ thưa mẹ. Chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi, còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha, mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói, mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao mình có phá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon. À, nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé, không thỏ rừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo, chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha, quân ở đây lộn xộn lắm, heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi, vịt thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được, nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp, mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến, có chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin các ngài tha mạng, các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin, để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thích vậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy
đế phản bội kia. Không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ thân, người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không, nếu không đồng ý á hả, thì... Thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Và rồi, cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ rừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi. Tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay. Cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao, vợ thỏ? Đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng mẹ, buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát, hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với, tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cây giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé, tụi chị sẽ làm ngay. Wow,
đây cô gái xinh đẹp kia, các ngươi dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây, ban ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà, gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi địch ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta thà không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói, an ủi cho nhan sắc, trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta, các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Dâng, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống ạ. Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hồng Hoa ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi. Em đừng la to, bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu?